Xin chào quý vị các bạn. Ngày nay Huy đang có mặt trong khu cư xá điện lực đường Trần Não, quận 2 để giới thiệu đến quý vị và các bạn một căn nhà phố. Vị trí Huy đang đứng đây là cái phần sân trước, cũng đồng thời là bãi giữ xe của khu cư xá điện lực. Phía bên ngoài đây như chị thấy là đường Trần Não. Từ đây chúng ta đi vào căn nhà thì nó chỉ khoảng 30 mét thôi. Đây đã là vị trí của căn nhà rồi. Thì nếu như chị mà đón ở đây đón taxi hay Grab vào thì taxi Grab có thể vào đến tận cửa. Nhà đang ở nên là tháo giày dép ra trước khi vào nhà. Ngôi nhà này thì có diện tích bề ngang là 4,5 m, 4,5 m, bề dài là 11 m. Hiện tại là ở đây là có con của chủ nhà ở để cái bàn đấy cho các bạn học hành. Cầu thang giữa nhà. Phần tiếp theo sẽ là một cái nhà vệ sinh nhỏ nhỏ ở dưới tầng trệt và một gian bếp. Gian bếp này thì trang bị đầy đủ tủ và những cái kệ. Ngay phần góc của gian bếp này thì có hai lối thông gió, một cái lối thông gió ra phòng khách và một lối thông gió lên cửa sổ trời. Khi mà chúng ta nấu ăn thì những cái hơi nóng và những cái mùi thì nó có thể là thoát ra ngoài được dễ dàng. Rồi bây giờ mời anh chị và các bạn cùng theo chân Huy đi lên lầu 1. Lầu 1 thì có hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ ở hai bên cầu thang và có một cái nhà vệ sinh chung. Và hiện tại thì các bạn đồ đạc đang ở nên là Huy không có tiện quay vào trong phòng. Đây, cầu thang thì bằng đá. Được lót bằng đá này và cái tay vịn bằng gỗ. Đây được thiết kế theo cái sắt này nhé, sắt từ thời xưa này, nhà này xây dựng cũng lâu rồi. Nhà xây kiên cố chắc chắn. Trên lầu 2 thì cũng là hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đấy. Đồ đạc để cũng hơi bừa bộn. Đấy. Và đây là không gian lầu 2 của căn nhà. Thì từ cầu thang đi lên thì bên tay phải cũng sẽ là một phòng ngủ. Và ở bên phía bên trước cái ban công đây thì cũng có một cái phòng ngủ khác. Về thiết kế thì nó tương tự dưới lầu 1. Nhưng mà hiện tại thì căn nhà này là đang ở, các phòng khác thì đang có người ở hết rồi nên là không tiện quay. Đấy. Thì lầu 1 và lầu 2 thì đều là có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh ở bên ngoài. Thì ở đây là có một cái phòng còn trống thì quay sơ cho anh chị xem. Ở phía trước cái nhà trên lầu 2 thì chúng ta có một cái ban công cũng khá là thoáng mát. Cái khoảng không gian này thì cái ban công này nó rơi vào khoảng tầm 8 đến 9 mét vuông. Chủ nhà hiện tại thì không có trực tiếp ở đây mà là chỉ là con chủ nhà và mấy bạn ở đây đi học thôi. Đấy. Như không gian ở đây thì thấy không? Như các bạn thấy này, cỏ mọc. Nếu như gia đình ở đây thì chúng ta có thể tận dụng được những cái khoảng không gian ở phần sân thượng này trồng những cái cây hoa. Cây hoa, cây cảnh hoặc là trồng thêm những cái chỗ mà để trồng rau cũng được. Từ trên ban công nhìn xuống thì
Thì lối vào cũng rất là thông thoáng, sẽ hơi vào đến tận cửa. Hàng xóm thì ở đây nhà nào cũng trồng cây xanh, yên tĩnh. Ở trong đây thì là khu nội bộ nên là khá an ninh, có cổng. Cổng bảo vệ 24 trên 24. Vừa rồi thì Huy đã dẫn anh chị đi xem một vòng căn nhà này rồi. Thì nếu như anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với số điện thoại bên dưới phần mô tả, hoặc là ở cái comment đầu tiên ấy, thì để được chủ nhà đón tiếp. Hy vọng rằng thông qua cái video này thì Huy sẽ giúp được anh chị chủ nhà giới thiệu căn nhà này đến cho mọi người, và giúp anh chị mà đang đi tìm mua nhà thì tiết kiệm được thời gian đi đi, đi xem nhà. Đấy, nhất là trong cái lúc mà đang dịch bệnh với lại mưa bão như thế này.